quý vị và các bạn, mời quý bạn và các vị đến với bản tin Cùi Bắp của chúng tôi. Tôi là Thanh Thỏ Thụt. Còn tôi là Hà Hừng Hực. Bản tin lần này của chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin nóng hổi nhất trong năm 2013 từ kinh tế, văn hóa, xã hội cho đến thể thao, giải trí, showbiz với phong cách Cùi Bắp. Vâng, mở đầu là bản tin tiêu dùng. Trong năm qua thì sữa không chỉ là mặt hàng dành cho trẻ con mà còn được tin tưởng bởi giới thanh niên. Các đứa mày râu 2 tuổi cai nghiện, 20 tuổi là tái nghiện. Còn chị em phụ nữ không chỉ dùng sữa để tắm, để làm đẹp mà còn dùng để tránh thai. Vâng, các bậc phụ huynh tại Trung Quốc chắc hẳn sẽ rất yên tâm khi con họ chẳng những lớn nhanh mà còn được bảo vệ bởi hãng sữa của gái Trung Hoa. Mới đây, hãng này đã có một phát minh vĩ đại trong lịch sử sữa của loài người để giúp cho các bé gái an toàn với bạn trai và ngăn ngừa hiểm họa mang thai. Thuốc tránh thai đã được pha vào sữa. Không biết là khi nắm được cái thông tin này thì cái xu hướng sử dụng sữa của chị thay đổi như thế nào nhỉ? Dạ vâng, thì tôi có một số người bạn là chuyên bán thuốc. Các anh tâm sự rằng là dạo này thì cái lượng ba con sâu ấy giảm mạnh, và thay vì dùng lượng ba con sâu thì các anh các chị lại chuyển sang sử dụng một bịch sữa. Vâng, với một bịch sữa thì vừa khỏe lại vừa an toàn. Nhân tiện đây thì tôi cũng có món quà tặng anh. Mình xin. Bản tin tiêu dùng xin được tiếp tục với các thông tin về giá rượu. Chivas 12 giá 550.000 đồng. Chivas 18 giá 1.300.000 đồng. Chivas 21 giá 2.400.000 đồng. Trong khi rượu để càng lâu càng quý thì một số lăng băm lại nhận tường vaccine muốn quý phải để càng lâu. Với vốn hiểu biết như trên, các bác sĩ tại bệnh viện vaccine đều đã sử dụng một lượng vaccine cổ lâu năm dành cho các bệnh nhân. Từ đó các bệnh nhân không bao giờ phải lo lắng về sức khỏe của mình nữa. Ô hay, cứ như là thần dược đấy chị ạ. Vâng, thì đi về cõi vĩnh hằng rồi thì phải lo lắng gì nữa đâu. Chị nói thế nào chứ, bác sĩ là họ có lương tâm, không bao giờ họ làm những cái việc như thế. Cái này chắc lại mấy ông lang băm làm xong là đổ tội cho bác sĩ. Mà tôi nghĩ là bây giờ cái gì phải tiết kiệm, giường người ta còn chia 5 xẻ 7 để cho các bệnh nhân nằm nữa là vaccine. Trẻ con bây giờ nó khỏe lắm, nửa liều là đủ rồi. Chuẩn. Gần đây thì giá xăng tăng chóng mặt. Điều này thì ảnh hưởng rất là lớn đến các anh chàng là thích vi vu tán gái. Theo tính toán của tôi ấy, mỗi lần mà đi tán gái là mất không dưới 100.000. Nào là tiền xăng này, tiền quà này, tiền nước này, thậm chí là cả tiền hoa quả ấy. Mà tôi nhớ nhá, hồi mà tôi tán đổ cô ấy, tôi mất hơn 2 triệu tiền hoa quả ấy, vẫn còn hóa đơn đây này. Tháng lương được có mấy triệu đã mất hơn 2 triệu tiền hoa quả. Cô đáng là bao, sao ý gái đẹp. Dạ vâng, theo chúng tôi điều tra thì để đốn ngã tim một cô gái thì các anh đã cam kết là anh không đòi quà. Thế nhưng mà cuộc sống thì không giống như cuộc đời, mà cuộc đời thì sao rời cuộc sống. Tiền hết thì tình tan, hoa quả tan. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại hiện trường. Bây giờ tôi xin được cung cấp cho các bạn một số các thông tin giá cả các mặt hàng hoa quả vào dịp Tết. Bưởi diễn 25.000 đồng một quả, bưởi đoan hùng 40.000 đồng một quả, bưởi tưng 45.000 đồng một cặp. Chúng tôi cũng xin được nói thêm, bưởi tưng là một loại bưởi hoang dã mới được các chuyên gia nông nghiệp phát hiện trong mùa hè vừa qua, và nó đã làm khuynh đảo thị trường bưởi Việt. Thống kê từ Google cho thấy bưởi tưng là mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2013. Đối tượng sử dụng chủ yếu là các quý ông, đặc biệt là các anh chàng đang trong tình trạng chăn đơn gối xiếc. Nếu bạn chưa nghe tới bưởi tưng thì tôi sẽ lấy bạn làm chồng. Giá đào tại vườn là 300.000 đồng một cành, giá mai thó tại nhà 500.000 đồng nửa tạ. Nếu quý vị mua cả bưởi, cả đào, cả mai, cho hẳn 2 triệu tiền hoa quả nha. Tình hình giao thông ngày càng phức tạp đã dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau. Thời gian qua đã xảy ra một loạt những sự kiện khiến dư luận đau đầu. Tài xế bức xúc
duy chỉ có người dân là sung sướng. Nạn hôi của lan nhanh chẳng khác gì một dịch bệnh. Người ta có thể hôi bia, hôi xăng, hôi dầu, hôi sữa, hôi giấy vệ sinh, hôi bao cao su, thậm chí là cả hôi rác. Hôm qua thì tại ngã ba Con Cọp đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu. Một chiếc xe container chở rác bỗng nhiên xịt lốp, mất lái và lăn ra đường. Rất may là không có trường hợp thương vong nào đáng tiếc xảy ra, nhưng thiệt hại về tiền của là chưa thể xác định được. Trong vòng chưa đầy 30 phút, toàn bộ số rác đã được tẩu tán. Đội ngũ ve chai đã có mặt kịp thời để dọn sạch hiện trường. Khi lực lượng công an ùa tới, con đường trở về vẻ bình yên vốn có và chiếc xe container đã sạch, không một tỷ vết. Trước sự kiện đau lòng này, tưởng như anh tài xế sẽ bị công ty vệ sinh đô thị phạt rất nặng. Tuy nhiên thì anh bỗng dưng lại được khen ngợi và được đề cử danh hiệu thùng rác vàng của năm. Mặc dù những vụ tai nạn thế này gây cản trở giao thông, nhưng mặt khác nó lại ích nước lợi nhà. Cụ thể là công ty vệ sinh đô thị tiết kiệm được một lượng nhân công đáng kể để hót rác, đổ rác và bới rác, mà người dân thì lại có thêm rác để sử dụng. Đúng, tôi thường nghĩ thì mô hình này cần được nhân rộng và phổ biến cho tất cả người dân. Bởi tất rác, tất vàng. Chào mừng các bạn đến với chương trình 369 độ thể thao. Như thường lệ thì vị khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là biên tập viên Hà Thực, một người rất là am hiểu về thể thao. Chị Hà thân mến, vừa qua thì đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về từ SEA Games với một kỳ SEA Games có thể nói là rất là thành công, khi mà đội tuyển của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu là bơi khỏi ao nhà và bơi ra ao Lào. Một trận vừa rồi đội Việt Nam đá có trận thắng đậm nhất là thắng đội Lào, không biết là chị có biết về cái đội bóng này không? Ui, nói thật chứ tôi biết, tôi đánh giá rất cao đội Lào vì Lào là một đội quá mạnh. Chắc là chị am hiểu bóng đá này. Đội Lào là bây giờ đang có mấy anh đá nước ngoài đá kinh lắm, đá ở Campuchia với ở Việt Nam. Ví dụ như anh xin hẳn, cho hẳn, vay hẳn, lao ra biển. Vâng, ngoài cái anh đấy ra tôi còn biết một anh mà chuyên tạo ra các siêu phẩm. Anh ấy tên là đang ăn đu đủ mà đi ngủ. Thảo nào một cái giải vừa rồi một đội Lào rồi gây khó khăn cho cái đội Việt Nam mình lắm mà. Đội Việt Nam mình trước khi lên đường là được mệnh danh là giải ngân hà nhà quê đấy. Có những cầu thủ ví dụ như Ronaldo Việt này, Messi Việt này, De Gea Việt này và Pique Việt. Nhưng mà hơi đáng buồn một chút là thầy trò Hoàng Văn Thúc lại về quê ăn Tết hơi sớm một tí. Nhớ vợ nhớ con. Nhưng mà tôi bảo thực sự là mình cũng không thể trách được cái đội U23. Bởi vì là những cái đội ví dụ như là U23 của Anh, Pháp, Tây Ban Nha này, họ cũng đã vô địch SEA Games lần nào đâu. Chưa bao giờ. Mà hai cầu thủ hàng đầu thế giới bây giờ là Messi và Ronaldo chắc chắn là chưa bao giờ ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam nhé. Không có cửa đâu con. Để kết thúc chương trình thì chúng tôi xin được kể cho quý vị các bạn nghe một câu chuyện cổ tích đầy tính nhân văn và giàu lòng nhân ái. Truyện kể rằng ở vườn quốc bóng tôi, nơi ngập tràn ánh sáng, có hai nàng tiên xinh đẹp và dịu dàng. Chị cả là Đồng Phương, tự là Phương Đồ Tể, giới võ lâm mới gọi là Đồng Phương Bất Bại. Giới 30 năm trong nghề đồ tể, Phương Đồ Tể được biết đến giới độc chiêu Như Lai Thần Chưởng, giấy tại sao viết đồng cơm bắn tung tóe, giấy tại sao viết tay nước mắt giàn giụa. Em gái không cùng cha cùng mẹ của Phương là chị Hai Tan Điều Họ Hạt, tử là Hạt Điều Thúi. Vậy chị hả cô nương? Là Hạt Điều Thúi đó sư huynh. Hạt Điều Thúi. Hạt Điều Thúi sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ đầy lòng bác ái. Điều Thúi được giới võ lâm tôn sùng với chiêu thức ấn thủ chảo. Đã có nhiều huynh đệ đang để tử thí nhưng đều bỏ sát. Ở sau một thời gian gác kim và quy ẩn giang hồ, hai tỷ mũi nhà Phương Đồ Tể và Hạt Điều Thúi đã bèn duyệt với nghề vũ em. Và vị cô nương này cũng đã sử dụng những độc chiêu với các tiểu huynh đệ vốn không được học gió cơ từ nhỏ, nên các tiểu huynh đệ đã không kịp trở tay. Thật công may, nhị dĩ cô nương đã bị lộ bí kíp gia truyền. Lưới trời lồng lộng, tùy thường nhưng khó thoát, Phương Đồ Tể và Hạt Điều Thúi sớm muộn cũng bị cẩu đầu trảm. Thủ cấp sẽ bị bêu trước bạn dân thiên hạ, thân bị dùi trong đấm phân. Ngàn năm không được đầu thai làm kiếp sống sinh. Ánh sáng đã trở lại vương quốc bóng tối, các tiểu huynh đệ đã được sống an bình. Câu chuyện cổ tích cảm động vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Cùi Bắp của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Rượu 69 hân hạnh tài trợ chương trình này.